Ban tổ chức chúng tôi sẽ cho thi đấu các thách đấu của vòng 1-8. Đề nghị các ông chủ châu chúng ta lưu ý để chuẩn bị cho châu vào sân chơi. Thách đấu số 1. Châu số 14, chủ châu đấu duy cao, nhà hàng người vào cửa Tây. Gặp châu số 8 của Nguyễn Văn Quý, đơn vị đồng xoay vào cửa Đông. Đề nghị các ông chủ châu đưa ông cầu của mình vào vị trí cho thi đấu. Hai cửa ra, ra. Vâng, hai ông cháu ra lời. Rồi, giờ có một ông số 8 không? Ông số 8 đã phát. Rồi, hai cháu này bắt đầu đã thăm dò và hiểu ý của nhau rồi. Đã bắt đầu biến của nhau rồi. Ông cầu số 14 là sẽ bắt đầu làm trước rồi. Xét thận về sừng trái và ông cầu số 10, số 8, xét thận sừng trái. Do vậy, hai cầu này đang tranh biến rồi. Theo đánh giá của chúng tôi thì 14 thì đánh đều hơn cả sực và không biết rồi. Cho nên là cái thế và để sao cầu này thì chưa có những lợi thế. Đó là ông cầu 08 thì có nước khăn. Rồi, con như vào 14 là đã thấy được phía dưới là 8 rồi. Ở đây là 14 là đánh rất thấp. Nên là nếu 08 mà không thu hồng được thì cũng rất là khó. Ông như vào với cái đối thoát này thì ông cầu số 08 sẽ nhử cho 14 phải đánh cả. Đây là xin mời hai ông chủ châu đưa ông cầu vào vị trí chờ thi đấu. Ra ra ra. Vâng, tầm tài thứ hai của mọi người. Ba hai thì rất trùng mãn, ba bốn thì mặt cường rất là đẹp. Vâng, bắn không. Ba bốn thì chủ động đánh như thế, ba hai to quá nên là phải dừng lại. Vâng, đó cũng là một bài huấn luyện của các ông cầu được chủ châu đã huấn luyện cho rồi. Vâng, ba hai lại làm trên sừng của ba bốn rồi. Nhưng đây là cái đòn đánh rất là thăm dò rồi, vẫn rất nhẹ nhàng, chưa ra đòn quyết định. Ba hai đội miếng rất là khôn. Dù ba bốn là nóng lên rồi, muốn đánh tăng đòn rồi, thì giờ ba hai vẫn rất nhẹ nhàng. Và thế này thì chúng tôi quý khán giả là 31 là rất là khôn. Nếu như mà đánh nhanh là trên 32 cá luôn. Vì miếng đòn của 32 này là có miếng cá hồng rất là quyết liệt đấy. Như vậy là hiện nay là mới vừa rơi vào 32 đang vặn của 31 rồi. Nhưng mà 31 cũng rất nhẹ nhàng để kháo với cá người ta. Trước sau thì 32 sẽ lừa được 31 vào miếng cá hồng. Và 31 đã bị đào rồi đóng lại đánh vào khóe tay ở miếng tiếp thứ 2 của công cầu số 32. Thì đây đang vào đang đóng lên rồi. Đảo
đề nghị chủ sân vận động giãn ra đi. Thế đây hai cầu đã thi đấu rồi, đề nghị hai chủ sân chúng ta đi ra và cứu bài. Đề nghị ông nào tiến lên. Ông nào đứng lên chúng ta chuyển ra phía ngoài đi, hai cầu đã thi đấu rồi. Lúc nào có điều lệnh trọng tài thì các ông thế vào thì cho thi đấu. Đề nghị ông ra. Vâng, 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 và chưa được sự và mới bắt đầu liên tục tránh được cái bò khó khăn của 32. Chính là 32 thì có bầu nhưng mà biến đến như là vâng vào bên này có phải bắt của 32 nhưng mà chưa chào hết sự thôi. Bây giờ thầy thì tiếp tục của 32 lại dành cho 31 một pha thắng vào sừng liên tục là ông cầu số 31 và 2 liên tục thành thắng đầu thứ 8 thay chuyên. Rất là hay, chúng ta cùng hết đó ạ. Khi vào đánh về thủ miếng và khi đã xây vào rồi thì đánh liên tục, đánh liên tục và đánh liên tục lừa miếng của nhau. Và rồi đối phương rất nhiều, lần này là ông có 32 đang tám bên phải của 31 và 31 cũng đang tìm vòng để đánh trả của 32. Còn liên tục hai cầu này tìm miếng đánh về giữa đối phương. 32 thì cao hơn đánh bình tĩnh, 31 thì nhỏ hơn, nhưng mà sức rất bình tĩnh và sự thăng này, sức thắng này sẽ đánh rất là nhanh, đánh rất đáng làm cho 32 không thể giữ được miếng và liên tục phải trong đó. Với dự đoán của chúng tôi là ngày hôm qua thì các ban chủ sơ sẽ cho các ông cầu của mình thi đấu ở mức độ xuất sức, nhưng ngày hôm nay là các ông chủ sơ sẽ huấn luyện cho các ông cầu của mình là thi đấu hết mình để vào vòng trong. Còn liên tục 32 sáng cho 31 vào vé rất nhưng mà chưa thấy phía tay ở phía bên tay trái của ông cầu số 31 và 31 cũng đánh trả về phía phải của họ. Và 32 do vậy là ông cầu 32 và 31 đã đưa cái nhướng ở phía ngược nhau. Chính là tổng đài của ông cầu này cũng là khó khăn của ông cầu kia, do vậy là hai cầu này vẫn còn tiếp tục phải chờ đợi có ông cầu nào sơ hở thì mới làm ra được chiến thuật được. Còn nếu không là chưa thể đánh được, còn ông cầu 31 tiếp tục trả đâu đánh sang bên trái để mà giao cái đà rất tiếng của 32. Hiện nay 32 đang rất tiếng là tiền sử 31 và đã đau rồi và cũng tiếp tục đánh liên tục, nhưng mà là ông cầu 31 này đánh rất đều cả hai sân, cả sân liên tục không liên tục đánh chảo đau. 31 đã đánh vào mắt của 32, cho nên là 32 phải nhường đòn luôn. Đánh đòn và nhường đòn này của 31 là thử cho đối phương rất là hay. Hạng đấu thứ 3, ông cầu số 12, Thủ Châu Đỗ Thị Hải, đơn vị Hòa Bình vào cửa Tây gặp ông cầu số 30, Thủ Châu Long Nguyễn Văn Hồng, doanh nghiệp Hồng Hằng vào cửa Đông. Vâng, trọng tài đã cho hai cửa rồi, chưa có pha hổ lao của 30 không. Vâng, Thủ Châu 30 không bị cơ sở đánh hổ lao. Vâng, bên đánh hổ lao nhưng mà Thủ Châu này họ mai lại cái kiểu thăm dò này là rất là kiểu thăm dò này là cho đối phương là thay vì mất miếng, nếu như một đối phương nào sơ hở thôi thì sẽ bị đối phương khác đánh luôn. Đây là mặc dù là thấy rằng là đang hai cầu đang chào bên khán đài B, chào khán đài C, rồi quay lại chào khán đài A, rồi chào xong thì chắc không thi đấu thôi. Đúng như chúng ta đã dự đoán là có những cầu nào mà sơ hở thì đánh ngay, nhưng mà 30 rất là khôn, mặc dù là nhìn ra ngoài nhưng mà vẫn để không mất được. Còn 12 là tiếp tục mất 30 rồi. Đây là hai cầu cá lờ của 30. Nhưng mà người rất kỳ đáo. Vâng, đến cao hầu đây. Vâng, rất lên rồi. Nhưng mà đúng là làm đến không có lợi cho cả hai bên. Vâng, 30. Đúng như là đến cao hầu này đã có bắt tập đối phương áp. Như chúng tôi dự đoán thì đến Hoa Bình Thuận là đến 8 này bất lợi. Vì rằng là 30 đã giành trạng cho 12 và lấm lưng hương. Như vậy là càng tấn công thì 12 sẽ bị 30 phá tải. Cho nên là 12 phải hết rồi. Mặc dù đấy là tướng giới của 30 nhưng chưa thể làm cho 30 đào đau được. Và 30 phải
phải khảo lại phiếu quốc rồi. Có những này thì mặc dù là ai sáng tạo nhưng mà 30 sẽ năm với sự của nhà. Và những năm sâu vào hồ của 30 này thì có một cái tích chất của ông. Tiếp tục 30 lại thắng lại 12 rồi. Như vậy là 12 thì thuận từ thải và 30 cũng thuận từ thải. Vâng, chính vì thế cho nên là hai phần lợi trở thành hai bất lợi trở thành vậy. Có thể cám được, nếu đối phương quá tải được thì là bị cá lại ngay đúng không? 12 thì đánh được là cá sừng, nhưng mà 12 thì sẽ không phát huy được để từng cái này là sức của không có sức, nếu mà có sức thì những này sẽ hấp được đối phương nhưng mà đính là không có sức. Có hiện nay là cầu cũng đang cắm nhau ở cái thế này là trong cám. Đến trong cám này thì hai cầu cũng chưa thể hóa tải được nhau, cho nên là lại phải xoay lại những cũ. Chúng ta thấy là sẽ phải xoay lại những cũ để đánh cho. Vâng, hiện nay thì về anh đã bốc vào thì xông vào trong hầu của 30 thì rất lên và sức của 30 rất là nặng cho nên là chưa thể chút được. Nếu đứng đánh trên bàn này và hóa tải được thì 30 sẽ đánh ở cái thế phía tay trái, phía trái của 30. Và tuy nhiên thì 30 rất là khôn, nếu mà hóa giải được miếng 8 của 12 thì sẵn sàng giành đặt cho 12 ngay một miếng 8. Vâng, vào bên phải của người đây là người đã cắm được 30 rồi, đã cắm được 30 vào cái tay có 30 tại ca sút lùi, qua ca sút lùi vào cái lò rất là bỏ cái hai. Chúng ta thấy là 12 bỏ hơn nhưng mà thân cảm rất là chắc chắn, mình cắm thân chắc và thủ sinh rất là chắc, cho nên là hai nữa là chốt sườn rất đẹp, chốt sườn là đánh đúng vào đẹp rất là trên cổ của hai cầu đã đổ rồi, nên chúng ta đổi trên cổ lên để biết thắng là một đấu
người này làm cho người hai rất khó chịu rồi. Và tuy nhiên thì người hai rất là can cường, rất khó để thu phục được người hai. Hôm nay người hai đang tấn công lại vào đây, đang tấn công vào đây nhưng mọi người rất vui, đúng không? Rất vui, mọi người liên tục là lừa cho người hai mất đòn. Thì người hai thì cứ mất đòn là năm lên sừng 32. Thế cho mọi người muốn đánh nào vậy? Không chịu gần gần đi tiếp cho 30 đâu. Quả số cầu số 12 là rất là già, nên là rất nhiều kinh nghiệm. Sau hai lần nấn lưng thì nghĩ rằng nếu 30 có thể làm cho 12 nấn lưng được nữa là rất khó. Và người nào thì 30 phải dùng sức bình sinh để đẩy. Theo chuyên môn chúng tôi đánh giá thì ông cầu số 30 là tuổi là non hơn ông cầu số 12. Cầu số 12 là 13 tuổi, ông cầu số 30 là 11 tuổi. Tiếp tục! Tiếp tục! Tiếp tục đánh đầu của 12. Vâng, 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 vâng. Vâng, 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 đánh vào khuất tay của 12 rồi. Đúng 12 rất an toàn. Tiếp tục về cổ bằng hết khuất tay rồi. Vâng. Thế chúng tôi dự đoán là 12 chưa bỏ đâu, 12 có làm có dài rồi. Ê, cửa áo lên, cửa áo. Vâng. Rồi 30, lấy sức của mình, lấy phần của mình nè, không cho dạy. Tuy nhiên thì 12 sẽ tiếp tục cùng dạy và chú đúng được. Vâng, rất đa dạng, 12 rất đa dạng. 30 thì đòn rất hiểm. Tiếp tục về cổ 12 rồi 12. Bài hai rất là đặc, chưa thu phục được ai đâu. Trận đấu rất hay. Và mãn nhãn tất cả các du khách tập phương, mặc dù khó tính nhất thì cũng cảm thấy rất là hài lòng, đúng không? Chúng ta cùng chào các tay để cổ vũ cho 12 đội quân. Và lần này thì 12 thì dành cho 30 cũng là khá rồi. Nhưng ở cái thế này thì cũng rất khó, thì 12 có thể cất được 30 lên. Chúng ta thấy là ông cầu số 12 là ông cầu này già tuổi cho nên là rất là gan lì. Khi chúng tôi đi mình là 13 tuổi, năm 2017 này ông cầu này đã bước sang tuổi 14 rồi. Ông cầu số 30 là mới có 12 tuổi, cho nên là vẫn non hơn, cho nên là cái sức lì của 12 rất là lì. Mặc dù chúng ta như thế vẫn tiếp tục tấn công 30, chưa dừng đòn cho 30. Với cái tình thế này thì chúng ta chưa biết là ông cầu nào có thể đứng vững được ở dưới tay đâu. Vâng, 30 vừa lùi vừa đánh đã 12, nhưng 12 vẫn có thế là đến đâu vẫn tiếp tục nhập vào mắt của 30. Vâng, sừng của 30 là đã lừa xuống dưới được rồi. Vâng, tiếp tục vào mắt của vâng 12 lại kháng lại như vậy. Đề nghị các chủ trong hòa bình. Vâng, hiện nay là 12 đã đánh được. Đề nghị các chủ trong hòa bình không được bán thích quá đâu. Vâng, 12 đã mất. Vâng, 12 đã đánh. Nằm trên sừng của 12 rồi. Như vậy là 12 rất là cam đoan. Vâng. Hiện nay là thế tay của Phong rất hơn của Phong lên rồi. Vâng. 12 rất cam đoan. Hiện nay 30 là đã bị 12 đánh nhiều đòn, đã bị quá giải độc, còn 30 đã bị thất biến rồi. Có vậy là 12 đang khai thác được những điểm yếu của 30. Nếu như 30 tiếp tục hở đòn thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Có vậy hai cầu này còn tiếp tục chân lưới của nhau. Và 12 đã tìm được điểm yếu của 30 rồi. Còn liên tục 30 bị 12 móc vào thế nào? Vâng, 30 lại tìm được thứ 8 vào thế đất như là 12
nhanh chóng là đảo ra được những thắng lợi rồi, tháo được cái thắng lợi rồi. Ba vừa rồi và ba vừa rồi sơ một chút nữa thì có thể đánh phạt được cổ 12. Đến đây đã là phút thứ 22 của trận đấu này rồi. Hai ông cầu này thi đấu rất là sung mãn liên tục. Mặc dù là ông cầu số 12 đã ba lần thì đối phương vẫn đã là có lúc nạp giới nhưng mà chưa thể chịu thua tiếp tục. Và đây thì các đồng chí bảo vệ không cho những người không có được vào đâu. Vâng, hiện nay hai ông cầu đã chuyển ra giữa giới để cho quý khán giả rất là dễ theo dõi rồi. Vâng, người hay tiếp tục là đẩy 30, vâng, tiếp tục đẩy và khá 30 vào phía tay của 30 rồi. Vâng, thứ bảy là 12 đã tìm được điểm hướng của 30, vâng, 30 đánh đảo lên, 30 là cán được 12 rồi. Vâng, 30 cán 12 nhưng 12 lại hóa giải được những cán này rất nhanh. Như vậy là 12 đã xác định được cái nhấn đánh của 30 không hiểu cho nên là đã tháo giải và lại đảo lao sang phía bên trái để đánh những thuật sừng của mình rồi. Và 30 hiện nay đã bị 12 khai thác và đã bị 12 xác định được nhấn đánh rồi. Tiếp tục 12 cán vào mắt. Theo thế tay. Vâng, trên cán vào mắt thì vào trượt xuống bên này. Vâng. Hiện nay là 30 đã táo lên rồi, rất là nổi nóng lên. Nhưng mà 12 rất bình tĩnh nằm trên sườn của 30 để làm cho đối phương không để lại được mình. Hai ông cầu này rất là đẹp rồi. Nếu tôi bình luận thì ông cầu 30 có một đồng duy nhất quyết định đối phương đó là đòn đánh cổ để cho đối phương ngã xuống. Tuy nhiên thì với đòn đánh này thì không thể phục vụ ông 12 rồi. Bên cạnh đó thì ông cầu số 12 lại tin rất nhiều điều của 30. Vâng. Tiếp tục qua bè cổ 12 nhưng 12 biết cái thế bè cổ của 30 rồi nhưng 12 đã chạy đảo để tháo ra. Đến đây là 12 rất luôn chạy đảo luôn treo. Chạy đảo luôn treo để tháo ra rất tiếp tục là đánh vào cái mắt của đối phương. Nhưng mà 12 rất luôn là chạy luôn để đảo nhất. Vì 30 đánh trọng cho nên là 12 mới lên đảo rồi. Nếu mà đánh nhanh thì những đảo đó chính là những tháo để trở thành những mình bị đánh. Và vâng, rất nguy hiểm xung của 12 đang nhằm dưới mắt của 30. Vâng, nhưng mà 12 quá mệt rồi nên miếng lắc là không hiểu. Nếu như mà miếng lắc vừa rồi hiểu thì nó vào mắt của 30 rồi. Thế này hai ông cầu rất là mệt, cho vậy là miếng đánh nó không được chuẩn xác như là những cú đánh ban đầu đâu. Giờ này mà ông cầu nào rất miếng là rất nguy hiểm, bởi vì là đánh chậm và vâng tiếp tục đi ngã lên rồi. Vâng, rất hay, đúng được chúng tôi đoán rồi, 12 đã tìm được thế yếu của 30 rồi. Và nếu 30 để rất miếng thì không biết điều gì đã xảy ra trên sân bãi này. Vâng, 30 đã bị 12 khai thác và điểm yếu. Vâng, đánh cái mà không giữ được thì bị thở rồi. Vâng, đại gia liên tục 12 dùng sức đánh tiếp tục rồi. Nhưng mà 30 cũng rất là đáng ngại. Lần này thì 30 nằm lên sừng của 12 rồi. Sau khi liên tục để 12 nằm lên sừng của mình thì bây giờ 30 phải nằm lên sừng 12 rồi. Vâng, hai ông cầu đang chiến đấu. Vâng, hiện nay là ông cầu số 12 rất sung mãn, mặc dù hai ba lần bị nằm trên giới nhưng vẫn đánh 30 rất là sai lầm. 30 hiện nay là đã bị bỏ nhất. Vâng, hiện nay hai cầu số khác thân tá 30 đã bốc vào cái sừng của 12. Vâng, bốc cái sừng 12 rồi nhưng mà thế này thì 12 vẫn là hơn đúng không ạ? Vâng, 12 vẫn là nhưng mà 12 vẫn sung mãn để tấn công vào thế sừng phải. À, bên trái không? Thế này là bẻ bên trái của 30 rồi. Đang khai thác đúng điểm yếu của 30. Hai ông cầu này là cơ hội đến đầu cho nên là hai bị khai thác. Khi 30 thì mất điểm thì 12 lại lấy điểm bên trái của 30. Còn hiện nay là 12 đang đánh từ phải vào cái tay xuống dưới cái thầu của 30. Còn hiện nay đang cặp vào hầu của 30 thì bắt 30 nhưng mà 30 rất là to nặng và nằm lên sừng của 12. Như chúng ta đã biết là năm 2005, ông Đỗ Thị Hoàng, chủ cơ số 04 cũng đã đốt lên tổ vinh quang và giải nhất. Năm nay, ông cầu số 12 của Đỗ Thị Hoàng có làm nên được lịch sử gì không? Đây, chúng ta nhận được chào mừng đây. Cầu hóa tay, chào mừng đây. Vâng, năm 2005,
Tại năm ông cầu số 14 của Vũ Thị Hoài, quân Hòa Bình là có sự rất phái hậu. Người ta có câu là tặng cho và rất tập yêu mến là tưởng là bái hậu, làm sao ai ngờ bái hậu đứng đầu quán quân. Vâng, hôm nay ông Vũ Thị Hoài đã có số 12. Thế là nhường đạo thương làm nhường đối phương chính thức rồi. Ba lần ná hạ đài mà vẫn giành chiến thắng. Ba đô còn thứ 12. Trang ca giá sử số 12 tháng 30. Ai cũng cho phát lại không cho đánh đâu. Chủ châu Đỗ Xuân Kỳ, đơn vị Dốc Đỏ. Gặp châu 09, chủ châu Hà Văn Tâm, đơn vị Lộc Sơn ở Cửa Đông. Xin mời hai ông chủ châu đương cầu vào với trong số đội. Hai cửa, vâng. Vâng, cầu thái lấy cho hai cửa hỏa vời. Theo có tha hổ lao 09 hay không? Hôm qua thì 09 đánh đòn hổ lao. Không biết hôm nay 09 có đánh hổ lao nữa không? Vâng, lần này thì không biết hôm nay. Công chí mình rất là cao nên là không đánh. Trong quá trình đánh chủ trong, ra và đánh là ông cầu đánh. Đúng như chúng tôi đã dự đoán là ông cầu số 09 chỉ nhờ chờ sơ hở thôi là sẽ tấn ngay công 1. Và công 1 cũng tấn luôn. Đúng là chủ châu tâm nhất thua xung trọng. Vâng. Sau khi chủ châu đã cho châu tác động đánh được rồi thì hai chủ châu đã ra. Chủ châu tâm nhất thua xung trọng, ông cầu là liên tục đánh rất quyết tâm. Những ông cầu đã về Hải Dương này thì báo cáo với các quý vị khán giả là các ông cầu đã về tới một năm nay rồi, cho nên do các ông chủ châu chăm sóc rất là kỹ, cho nên là khi có tác động của ông chủ châu là hai cầu lại thi đấu luôn. Bởi vì các ông cầu này đã được chủ châu chăm sóc, đã được cả nhóm người châu, cả thôn gọi là ông cầu của thôn và đã được tế thành hoàng và thờ tướng quốc gia rồi, cho nên là sẽ phải tỏ mặt anh hùng với nước ngoài. Như chúng ta đã nhớ lại một bài thơ của nhà giáo tặng cho lễ hội Quảng Châu Đàn Bạch Thu Hà xưa năm 1946, đó là bài thơ nói về lễ hội Quảng Châu. Nam Bắc Tây Đông đứng đỏ vòng, trong vòng châu trọi trọi hai con, đối xử chênh chết sâu vào trận, ám cảm phọc ra giữ đây đòn. Thì gan với nước gan là cứng, thử đỏ với nước sức là non. Như vậy là hai cầu này còn đang thi găng, chưa biết sức nào không. Như chúng ta đã thấy là 30 đã 3 lần tuần tháng 12 và 12 vẫn đứng vững và đã thắng được mọi người, nên là rất là quan mục. Cặp xuân ở bên phải của công chính cắm rất sâu vào của bộ phương và bộ phương đã ổn lên rồi. Bộ phương đã đánh rất là ổn rồi, khỏe của công chính, vẫn khỏe của công chính. Nhưng mà trước đây thì công chính cũng đang khóa ở dưới cổ của không một, cho nên là không bẻ nổi, chưa thể bẻ nổi. Mặc dù hai ông cầu này ở trong cán này, thế nhưng mà không một vẫn muốn đánh mới đầu để có gỡ với người ta. Hai ông cầu này ở thế này thì không ông cầu nào có lợi cả. Mặc dù không một đã rất công kính lên, thế nhưng mà sự công kính đồng hề có nhất đầu của không một, cho nên là chưa nhất bỏ và sức khỏe đâu. Ở bên càng khỏe thì mình cũng bị đau, nên rất khó, hai ông cầu đang bị xuống rồi. Trên đây là hai ông cầu đang tìm miếng nhau ở sát cờ đào của nhớ cái này ơi. Thưa ông, do vậy là cái cặp sừng của phong một trên đây là đang móc sâu vào phía cánh tay của phong chính, và phong chính thì cũng đưa được tốt sự của mình vào cái thầu phía trên. Vâng, tự nhiên là chúng ta hiện nay trọng tài đã thử ông cầu số 1 thắng. Hấp đấu thứ 5 vào cửa tây,
ông cầu số 11, chủ trâu là Nguyễn Văn Cường, trâu của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hà Lưu. Gặp ông cầu số